Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Công an xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh tìm được Lê Mạnh Quý, 27 tuổi, trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk. Theo thông báo truy tìm của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè, trước đó ngày 5 tháng 5, Quý bị Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm để làm rõ tin tố giác tội phạm, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến sáng ngày 8 tháng 5, Quý vào mạng xã hội Facebook và thấy một bài viết với nội dung ở tỉnh Đắk Lắc đã ghi nhận một Covid-19. Sau khi đọc được bài viết trên, Quý liền vào bình luận với nội dung đã có danh sách tiếp xúc gần và đăng gần 100 người với đầy đủ thông tin cá nhân và nội dung bình luận. Sau khi đăng tải, danh sách này được cộng đồng mạng chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắc xác định danh sách Quý đăng tải những người có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 năm ngoái ở thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi thấy hình ảnh Quý bị Phòng Công an An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắc mời về làm việc để xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quý đã bị Công an huyện Nhà Bè tìm ra tung tích. Hiện nay Quý bị Công an huyện Nhà Bè đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ tin tố giác lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.